UNESCO 2020 và đây là tòa nhà của Nga. Vâng. Wow. Đầu tiên thì sẽ là một sân khấu đầy sao.
phenomena is objective and objective. The human brain contains some 86 billion neurons, and each of them can have 10,000 connections. They make hundreds of trillions of contacts with each other. Thank you.